Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà mặt tiền nằm trên trục đường số gần với đường Vành Đai Trong, khu vực tập trung rất là nhiều ngân hàng và tiệm vàng. Căn nhà đang nằm trong khuôn hình với diện tích ngang 4 dài 20, kết cấu bao gồm trệt, 3 lầu sân thượng, 8 phòng ngủ. Đặc biệt có một phòng ngủ lớn ở dưới trệt cho người lớn tuổi. Hướng chính nhà là hướng nam, giấy tờ cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng và giá chủ đang chào bán là 13,2 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm về căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 0787572158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em tiện gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm đến cô chú anh chị về căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào.